Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có Phật pháp hàng tuần. Và chúng ta đang học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Hôm nay là kỳ thứ 37. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm tuần rồi mình mới bắt đầu vào cái phẩm Phó Chúc Chánh Pháp tiếp theo. Và hôm nay mình tiếp tục học cái phẩm này. Hôm rồi mình có nói đến 12 loại kinh. Quý vị có nhớ hôm trước mình học khúc cuối đó, giáo pháp của Phật. Đức Phật đã nói pháp trong 45 năm. Nói tổng thể thì có cái gì? Nói tổng thể thì có ba tạng phải không? Kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Còn nếu mà nói thời gian thì có mấy thời? Có năm thời: Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, A Hàm, Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa. Nói thời gian là có năm thời. Còn nói thể loại, nói cao thấp, nói hợp căn cơ từng phần thì có mấy phần? Năm thừa: Nhân thừa, Thiên thừa. Sao nhăn nhăn mặt, nó hình như cái này chưa nghe. Còn 12 thể loại là trùng tụng, trường hàng, cô khởi rồi đó. Đó là thần cu lúc là tuần trước mình học đó. Thì mình học để mình nhớ, khi mình nói tới giáo pháp của Phật thì mình phải nhớ là Phật nói pháp trong 45 năm và có tổng cộng là ba bộ tạng kinh, ba bộ mà giờ còn lưu lại, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng, và chúng ta thường gọi chung là tam tạng kinh điển. Hôm nay mình học tiếp cái đoạn này ha. Có những tỳ kheo thọ trì các giáo pháp đang lưu thông, như là khế kinh, trùng tụng, cô khởi, thí dụ nhân duyên, tự thuyết, bản sinh, bản sự, vị tằng hữu, phương quảng, luận nghị và ký biệt. Nhưng đối với những người có thể trở thành pháp khí của Phật pháp thì không nói cho họ nghe, vì họ không được nghe pháp, nên các tâm lành như lòng tin, lòng vui thích nghe pháp, vân vân, không phát sinh. Tức là Phật nói là có những vị tỳ kheo biết hết 12 loại kinh, có thể nói như vậy, nhưng mà không vì các người mà mình thấy cái người đó có thể trở thành một người hữu dụng mà mình không có hướng dẫn cho họ thì uổng quá. Cho nên mình phải cho họ nghe, mà khi họ có nghe thì họ mới có phát tâm. Họ phát tâm, họ nghe pháp, tâm lành không phát sinh thì họ không trồng căn lành. Tâm mà họ không phát thì làm sao họ trồng? Cho nên muốn người ta trồng căn lành thì mình phải chịu khó, mình hướng dẫn người ta, nói cho người ta. Cũng giống như bây giờ mà con nít đó, mình dẫn nó đi chùa. Mình dẫn nó đi chùa để làm chi? Để nó gần gũi, nó gần gũi Phật pháp. Rồi khi nào mà nó có gần gũi thì lâu ngày nó thâm nhiễm cái đó thì nó phát tâm. Mà nếu mình nói thôi con nít dẫn nó đi làm chi, để nó mai mốt nó lớn nó tự chọn. mình thấy cái điều lành mà không hướng dẫn thì làm sao mà gọi là tự chọn được? Mình nói gần đâu thì nó nhiễm đó. Cho nên cái chuyện mà mình đưa trẻ em đi chùa là cái điểm cần thiết, chứ không nên nói là để cho nó tự do. Cứ gieo cái căn lành cho nó. Còn thật sự nó có căn lành phát triển hay không, đó là tùy vào cái mảnh đất màu mỡ hay không. Giống như mình gieo cái hạt, nhưng mà nếu mà mảnh đất đó không có thể lên được thì cái đó đúng là căn duyên không có. Nhưng mình không thể không vì những trẻ em mà khải phát cho nó. Cho nên cho nó nghe lành, cũng giống như mình nói cái pháp lành,
cho người ta nghe. Người ta có nghe thì người ta có phát lòng tin, người ta mới trồng căn lành. Không có nghe thì không thể trồng được căn lành, không tu được các hạnh thù thắng để chứng được đạo quả niết bàn. Đó là cái đoạn tuần rồi mình học, mình dừng ở đó. Bây giờ mình nói tiếp. Ngược lại, đối với những người không muốn trở thành pháp khí của Phật pháp thì những vị tỳ kheo kia lại nói pháp cho họ nghe. Cái người mà người ta có khả năng thành pháp khí, thành cái người hữu dụng. Quý vị nhớ chữ pháp khí tuần rồi mình học không? Pháp khí mà nếu mà nói căn bản nghĩa là cái gì? Là những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng trong khi tụng kinh đó. Chuông trống, chuông mỏ, linh tang rồi đó. Đó là pháp khí. Tại vì nó có khả năng, nó là cái khí cụ hay là cái dụng cụ để dùng trong Phật pháp, trong các cái nghi lễ. Rồi để cầm vậy đi. Còn nói về cái nghĩa đó, thì cái pháp khí nghĩa là mình nói đến những người có thể sử dụng được trong Phật pháp. Cho nên mình phải tự nhận mình là một pháp khí của Phật pháp. Để làm chi? Để mình vang cái âm thanh đó lên. Những người hữu dụng, những người có thể làm lợi ích cho Phật pháp. Cho nên nếu mà những người người ta có khả năng làm pháp khí, mình không nói pháp cho người ta nghe. Còn những người mà không được, không muốn trở thành pháp khí của Phật pháp, thì những vị tỳ kheo kia lại nói pháp cho họ nghe. Những người này tuy được nghe pháp nhưng đã không phát tâm sinh tâm lành, lại còn khởi tâm hủy báng, gây các tội ác, đọa lạc trong ba đường dữ, không được giải thoát. Có nhiều người người ta đâu có thích, cho nên mình rỉ rả, mình cứ nói miết. Người ta nói làm sao, tối ngày gặp mình đâu, giảng kinh tới đó. Người ta nói nặng hơn thì nói, trời ơi, tối ngày cứ dạy đời. Mà người ta bực bội quá, ta nói, bà tu mình mà đi. Ông tu mình đi. Tại sao cứ rủ rê hoài vậy? Tại vì sao? Ta không có, người ta không có into it, người ta không có phát cái tâm đó. Cho nên sẵn là Pháp Hòa cũng thưa vậy nè. Thí dụ như những cái buổi pháp thoại á, thỉnh thoảng quý vị nghe Pháp Hòa nói tiếng Anh. Đâu phải Pháp Hòa muốn nổ chi với mấy bà cụ người Việt. Nhưng mà tại vì ở trong cái hoàn cảnh đó, trong cái pháp hội đó, mình đang ngồi đó, mình nhìn xuống mình thấy có những em trẻ đang ngồi đó, hay là những một hai người Mỹ họ ngồi đó. Mình không có muốn họ ngồi đó mà họ hoàn toàn không hiểu mình nói cái gì. Và những cái điểm nào mình thấy hay mà có thể chia sẻ với họ một vài câu để họ cho họ nắm bắt được một chút gì trong Phật pháp. Thành thử ra chính ngay cái chỗ này, mình ngồi ngay đây, mình mới hiểu được cái hoàn cảnh, cái bối cảnh lúc này tại sao phải nói tiếng Anh. Thật ra nếu mình ngồi, mình sau này mình coi lại cái băng đó, mình có thấy mình nói trời, thầy cũng nói mà nổ quá, nói cho người Việt mà đi nói tiếng Anh chứ. Nhưng mà thiệt sự ra, tại vì sao? Tại vì Pháp Hòa luôn luôn mong rằng trong lúc mình nói như vậy, mình gieo được một chút căn lành nào cho những người ngồi đó. Mà nhất là các em, hoặc là đôi khi các thầy dịch ra tiếng Anh, mà Pháp Hòa đoán là quý thầy không hiểu được cái ý của cái câu đó, tại vì cái tiếng Việt hoặc là cái Phật pháp nó sâu xa, cho nên muốn trợ cho các thầy trong khi dịch tiếng Anh thì mình phụ thêm chút để cho các thầy có cái tài liệu để mà chia sẻ. Cho nên mình nói như vậy á, là để cho mình hiểu rằng á, biết đâu chừng ở trong ngồi đấy có những người, người ta là pháp khí, người ta nghe, người ta thấm thấu. Cho nên mấy em nhỏ hay là các bạn người phương Tây họ đến đây ngồi đây, mình không muốn ngồi không, tội nghiệp quá, ngồi cả tiếng đồng hồ.
2 tiếng đồng hồ không có hiểu gì hết. Cho nên mình, thật ra mình đâu có giỏi tiếng Anh gì đâu, nhưng mà kệ, mình ráng mình mò mẫm, mình nói một vài câu, ít nhất các em nó hiểu được mình đang nói cái gì. Đó, cái ý là như vậy đó. Cho nên cái đó là cái tâm của cái người học Phật. Khi mình biết cái gì hay thì mình nên nói cho người khác biết, mà mình sợ họ không hiểu mình nói thì mình lại phải làm sao? Phải nói rõ hơn để cho họ hiểu. Cũng giống như có những người, người ta nghe Phật Pháp nhưng mà mình dùng cái từ, nhiều từ trong Phật Pháp sâu xa quá, người ta đâu có hiểu, thì mình lại dùng những cái từ rất là phổ thông trong đời thường để cho người ta nắm bắt được. Người ta khi người ta hiểu được cái tinh yếu của Phật Pháp rồi thì chừng đó người ta đi sâu vào. Cũng giống như mình dạy con mình nấu ăn, trước khi mà mình, con mình nó lớn khôn rồi, bắt đầu mình dạy nó gì trước? Dạy nó vo gạo nấu cơm trước, dạy nó nấu nồi canh, căn bản bắt nồi canh lên làm sao, rồi con vo gạo con làm gì, rồi làm sao con đông nước. Mà khi mà nó giỏi trong cái việc nấu ăn rồi thì cái chuyện đó không có lo, nó có thể nhìn là nó biết liền. Cái ý là như vậy. Này A Nan, cũng như người lái buôn kia, ngu si kia, chỗ nên mở bao vật báo ra thì không mở, chỗ không nên mở thì lại mở. Nhớ không? Tuần rồi mình học á, cái ông đó, ông cầm rất nhiều châu báu, ông đến với một cái nhóm trộm cướp, ông nói các anh lại đây mua tôi bán cho. Trời ơi, trộm cướp nó thấy cái đó nó giật liền chứ lấy gì nó mua. Nhưng mà ngược lại, cái chỗ mà người ta thích mua thì ta lại, ta hỏi giá ta mua thì lại chửi bới, ta đuổi ta đi. Thì cũng giống như mình á, chỗ cái nơi chốn mà cần chia sẻ nói thì mình không nói, còn cái không cần thì mình cứ rỉ rả mình làm. Này A Nan, nếu các thiện nam tín nữ có thiện tâm thanh tịnh muốn nghe pháp, đó là vì họ muốn trở thành pháp khí của Phật Pháp nên mới đến mong được nghe pháp. Cái người mà người ta chịu khó, người ta nghe lời lành đó, nói tóm là lời lành đó, mà mình gọi là nghe pháp đó, đâu có nhất thiết nghe Phật Pháp đâu. Nghe cái gì mà giúp cho người ta khai mở được cái tâm, người ta bỏ được cái ác, người ta làm được cái lành, cái đó đều là pháp hết. Tại vì chữ pháp nghĩa là gì? Chữ pháp nghĩa là chân lý, chữ pháp nghĩa là lẽ thật. Cho nên cái gì mà nó có cái chân lý, nó có cái lẽ thật, nó giúp cho người ta thì cái đó đều gọi là pháp hết. Cho nên mình quy y pháp đó là quy y chân lý, quy y lẽ thật. Và mình sống ở trong đời, mình muốn hạnh phúc thì mình phải nương tựa vào cái con đường chân thật đó. Và con đường chân thật đó là con đường gì? Bỏ cái ác, làm cái lành. Đây là trường hợp rất đáng nên nói pháp mà lại không nói. Ngược lại, trong trường hợp không đáng nói pháp thì lại nói một cách mạnh dạn. Vì vậy cho nên, này A Nan, nếu có những người muốn trở thành pháp khí của Phật Pháp, phát khởi lòng tin sâu xa, vui thích mong cầu đạo quả niết bàn như thế, thì hãy vì họ nói pháp. Còn những người không muốn trở thành pháp khí, không có lòng tin, không muốn thấy lỗi mình, thích tìm vạch lỗi người, phá giới, làm các việc ác, không muốn thuận theo chánh pháp mà lúc nào cũng làm điều trái ngược với chánh pháp, thì đối với những người này không nên nói pháp. Tại sao vậy? Tại vì mình nói họ cũng nghe, mà chẳng những họ không nghe, họ còn sanh tâm phỉ báng nữa, thì mất thì giờ của mình mà thêm cái lỗi cho họ nữa. Thôi, nếu mình thấy họ không có, là cái người không đủ cái duyên lành đó thì không nên nói. Còn nếu mình là người khéo léo á, cũng sẽ nói pháp á, nhưng mà mình nói theo cái ngôn ngữ của họ, mình nói theo cái cách sống của họ, mình thuận theo cái đó. Ngày hôm qua có quý Phật tử quy y Pháp Hòa, có trong đó có một vị và đạt pháp danh là Thuận Hóa. Thuận Hóa là gì? Là mình thuận theo cái căn tánh của chúng sanh để mà hóa độ cho họ. Ở một người làm Phật sự là mình phải biết, mình phải có cái tâm thuận hóa đó. Cửu giả hằng thuận chúng sanh mà, đó là hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà. Hằng thuận không có nghĩa là họ biểu mình gì mình làm đấy, không phải. Chữ thuận đây là mình thuận theo cái căn tánh của họ,
thuận theo cái hoàn cảnh, cái chuyện của họ mà mình giáo hóa. Có những em ta ở nhà mướn, ở nhà trọ đó, có một cái phòng ngủ à, không có thờ Phật gì được hết á. Thì mấy em mới hỏi Pháp Hòa, chứ giờ nếu mà con muốn lại sám hối còn lại được không? Được sao không? Cái quan trọng là tâm mình khởi sám hối. Còn cái chuyện mà mình hoàn cảnh người ta như vậy, nếu mình nói không, khi nào con có nhà cao cửa rộng đi rồi con khởi sám hối, thì làm sao người ta tu? Mà đợi chứ người ta có nhà cao cửa rộng thì người ta không biết được cái gì nên làm, cái gì nên tránh. Thì từ cái lúc nghèo đó, cái lúc mà còn chật chội đó, cho đến cái lúc người ta có cái phương tiện thì lỡ lầm biết bao nhiêu. Cho nên quan trọng người ta thấy được cái điều gì hay người ta làm. Còn thậm chí có em nói thôi thì bây giờ không có chỗ rồi, thôi con cứ để cái hình Phật vô trong quyển kinh đó, rồi khi nào mà mình tới giờ mình tụng thì mình dựng lên. Có những em lấy chồng không phải cùng một đức tin với mình, cho nên tội lắm. Gia đình mà lục soát mà thấy mấy cái đó là la lắm. Mà em rất là tha thiết muốn tu tập. Mỗi lần có một quyển kinh mà lại tụng xong rồi lấy giấy, lấy vải gói giấu muốn chết vậy đó, sợ bị phát hiện. Tội không? Thành thử ra mà các em đó có tâm lắm, cứ sợ làm cái này không đúng tội, làm cái kia không đúng tội. Không, mà nói không có tội lỗi gì hết. Mình hoàn cảnh mình sao mình sống, mình tu như vậy. Trong cái khổ, trong cái chật vật mà mình vẫn tu được, cái đó mới là cái điều nên hướng dẫn. Chứ còn cái chuyện mà mình khi nào mình có nhà cao cửa rộng, có phòng Phật trang nghiêm thì chuyện nó bình thường rồi. Mà trong cái hoàn cảnh như vậy mà mình vẫn ứng xử mình tu được. Có những vị người ta đâu có thời giờ, người ta nghe Pháp đọc kinh gì, chỉ trên xe thôi cũng được. Tại vì sao? Cái quan trọng là những lời kinh nó thấm, kinh như Pháp vậy đó, thấm vào trong tâm mình. Và mình làm sao mỗi ngày mình chuyển hóa được cái tâm của mình. Cái đó mà cái quan trọng. Thật ra không phải là cái chuyện mình có phòng thờ là không tốt, được chứ. Nhưng mà mình phải hiểu được mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái phương, mỗi cái hoàn cảnh của chúng sanh mà mình giáo hóa. Cho nên cái chữ hằng thuận chúng sanh trong cái lễ, cái mười nguyện của Phổ Hiền, mình phải hiểu cái ý đó. Thuận đây là thuận theo cái hoàn cảnh của người ta, thuận theo cái căn tánh của người ta. Có một ông cụ đó, lãng tai, lãng nặng lắm luôn mà không có đeo máy gì được hết á. Thành thế bây giờ mà lên mà quy y là mình có la cỡ nào cũng không nghe hết rồi á. Hỏi Pháp Hòa, chứ giờ ba con vậy làm sao quy y? Nói không sao, Pháp Hòa có cách. Quý vị biết Pháp Hòa phải ngồi viết cái lời phát nguyện quy y mà in chữ bự ra. Rồi cái lúc mình quy y đó, chưa ông cầm là ông đọc, ông nhìn, ông đọc cái lời đó cũng thành pháp quy y vậy. Tự tâm mình phát nguyện, nhưng mình viết cho ông: con tên là gì, hôm nay con xin phát nguyện quy y Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, quy y Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Mình ghi ra xong rồi năm cái giới lúc mình truyền nó khác, mà khi mình người ta đọc giới nó khác. Con xin phát nguyện giữ giới không sát hại chúng sinh, con xin phát nguyện giữ giới không trộm cắp. Nói ngắn gọn mà đưa cho ông đọc, tại ông không nghe được. Mình làm đạo mình phải có cái tâm thuận hóa đó. Bất cứ chúng sanh nào, hoàn cảnh nào, và chỉ cần mình có cái tình thương với người, với chúng sanh đó, mình làm được hết. Phải chịu khó làm. Có nhiều Phật tử người ta có những cái hoàn cảnh khổ đau. Trong máy Pháp Hòa cả đống mấy cái bài kinh mà cũng giống vậy thôi. Nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh, Pháp Hòa phải ngồi viết, viết ra cho người ta, theo đó người ta đọc. Còn mình nè, kinh nè, về tụng đi. Mà không chỉ dẫn không gì hết, ta biết gì ta tụng. Cho nên những người mà ta nhà đám, ta lên ta muốn tụng kinh cầu siêu, Pháp Hòa cũng phải ngồi lại chỉ cho người ta tụng từng phẩm. Mà người nào mình biết, họ không có biết gì nhiều, giảng lược mấy cái phần nghi lễ, cốt lõi là đọc cái phần kinh. Nhưng mà thật sự lúc đó để làm gì biết không? Cho người ta hiểu được Phật Pháp, người ta chuyển hóa được cái khổ đau trong lòng họ, họ cảm nhận được cái tâm từ của Đức Phật, của Bồ Tát. Và sáng có hai cô Phật tử bên Úc nhé,
Mẹ mất Pháp Hòa hướng dẫn tụng Địa Tạng. Phone qua: thầy ơi, tụng Địa Tạng xong rồi con thương Ngài Địa Tạng quá. Con thấy cái hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng rộng lớn quá. Và có những Phật tử tụng xong người ta cảm ứng được cái hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng. Có những Phật tử người ta phát nguyện: thôi từ đây con lấy kinh Địa Tạng làm nhật tụng của con. Mỗi ngày tụng một phẩm, hai phẩm như đó. Học cái hạnh của Địa Tạng. Làm gì? Ra vào trong địa ngục. Tại vì sao với ông chúng sanh mình làm việc chứ dễ chán lắm. Người nào mà lì quá nó không nghe, bỏ phế nó. Nhưng mà Ngài Địa Tạng thì không làm vậy. Ngài Địa Tạng không làm vậy. Mới vừa vớt lên sáng này, chiều xuống như lục đục thấy ảnh dưới nữa. Đó mới nói như Ngài thật hiền. Địa ngục sáng ra chiều vào. Đó là chúng sanh mình. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Cho nên có nhiều vị Pháp Hòa soạn bài kinh xong rồi gửi người này cái qua tới người khác, cái họ cũng hoàn cảnh giống vậy. Nhưng mà biết cái người này họ không có khả năng tụng nhiều đâu, Pháp Hòa lược lại bớt nữa. Cho nên mỗi một bài kinh gửi cho Phật tử có giảng, có lược, có thêm thắt, rồi mình viết cái lời cho người ta nguyện. Nó đúng với cái hoàn cảnh, tại người ta không biết. Nhưng mà mình làm cho nó có lệ, dục cho người ta cúng kinh, biểu tụng đi, hay là mình đưa một cái bài pháp. Có nhiều khi người ta gọi tới: thầy ơi, cái bài con bị cái này, con bị kia, bài pháp nào của thầy có cái đó, trời đất ơi. Cái này mới là khổ nữa đó. Nhiều lúc đâu có nhớ hết đâu. Bao giờ phải email cho mấy chị Phật tử mà hay làm băng giảng: chị có nhớ cái hoàn cảnh này nằm trong băng nào, giới thiệu cho người ta. Mình làm hết sức của mình, còn được cái gì nữa thì cái đó tùy cái phước duyên của mỗi người, tùy cái căn lành của mỗi người. Nhưng mình là cái người, một cái người mà hiểu cái điều lành mà mình không nói cho người khác nghe, không tìm cách giúp cho người ta là có cái lỗi. Vì vậy cho nên này A Nan, đó là vì muốn cho những người ngu si kia nghe pháp xong thì tạo ra tội. Vì vậy cho nên này A Nan, hãy cứ như thế mà làm. Xin lỗi. Đây là trường hợp rất đáng nên nói pháp mà lại không nói. Ngược lại, trong trường hợp không đáng nói pháp thì lại nói một cách mạnh dạn. Vì vậy cho nên này A Nan, nếu có những người muốn trở thành pháp khí của Phật pháp, phát khởi lòng tin sâu xa, vui thích mong cầu đạo quả niết bàn như thế, thì hãy vì họ mà nói pháp. Còn những người không muốn trở thành pháp khí, không có lòng tin, không muốn thấy lỗi mình, thích tìm vạch lỗi người, phá giới, làm các việc ác, không muốn thuận theo chánh pháp, mà lúc nào cũng làm điều trái ngược với chánh pháp, thì đối với người này không nên nói pháp. Vì vậy, vì sao vậy? Vì đó là vì không muốn những người ngu si kia nghe pháp xong rồi tạo ra tội lỗi lớn. Tội lỗi lớn tức là người ta phỉ báng. Vì vậy cho nên này A Nan, hãy cứ như thế mà làm. Nếu có người thiện nam tín nữ muốn được thành pháp khí của Phật pháp mà vui thích nghe pháp, thì hãy siêng năng vì họ mà nói pháp. Những người nghe pháp cũng phải nhiếp tâm chuyên chú lắng nghe. Nếu mình lên nghe pháp mình cũng phải chuyên chú mình lắng nghe. Nhưng mà mình lắng nghe để làm chi? Thí dụ mình nghe hết tiếng đồng hồ, cái gì mình thấy hợp với mình thu lượm được, mình thu lượm. Còn nếu mình ngồi đó mình so sánh, mình phân biệt, hay là mình khởi tâm chê bai thì không nên. Tại vì cái đó nó sẽ làm chướng ngại cái căn lành nghe pháp của mình. Người nói pháp thế nào người ta cũng có những cái điều lành, điều hay trong đó cho mình nghe. Chỉ có qua đó, có phù hợp với mình không thôi. Này A Nan, được như vậy thì cả hai bên đều công đức rộng lớn vô lượng. Hai bên là gì? Là người nói pháp và người nghe pháp. Cho mình nói mà người ta, mình nói đúng với căn cơ người ta là lợi ích, phải không? Và đúng căn cơ người ta nghe người ta thích thì lợi ích cho người nghe, mà người nói không mất thời gian, cho nên cái đó lợi vô cùng. Cho nên một cái người làm nghi lễ cũng vậy. Thí dụ mình là một cái người đi thực hiện nghi lễ, tức là mình tụng kinh đó, làm những cái nghi lễ,
Mà nếu mà mình có được cái tâm, mình có cái chánh niệm, mình có tâm từ, có trí tuệ, thật ra làm nghi lễ vẫn nói pháp được. Tại sao? Tại vì bây giờ lời kinh, những cái lời kinh có cái tính cách nhắc nhở người ta tu tập, nó nằm sẵn trong đó rồi. Bây giờ thứ nhất là mình dùng cái âm thanh của mình truyền đạt cho người nghe. Thứ hai là gì? Cái oai nghi, cái hạnh, cái tế hạnh của mình trong khi mình đăng đàn, mình làm lễ. Cho nên mình lên mình làm lễ mà mình đứng trang nghiêm như thế nào, mình cầm hương mình nguyện như thế nào, mình cắm cây hương lên thế nào, mình đảnh lễ như thế nào, mà người ta nhìn vô cái hình ảnh nó đẹp mà người ta phát tâm á. Còn mình ngồi mình tụng kinh mà mắt mình ngó liếc rồi giỡn rồi cười, rồi tay chân mình không có nghiêm chỉnh, thì ngồi dưới người ta làm sao? Trời trời, coi ông thầy cũng ngồi kìa. Thế này thế kia, cái oai nghi của mình cũng làm bài pháp cho thí chủ rồi. Rồi cái âm thanh của mình truyền đạt cho người ta. Cho nên mình thực hiện nghi lễ tụng kinh vẫn là một hình thức nói pháp. Này A Nan, theo ý thầy thì khu vực đất đai và khu vực chúng sinh bên nào nhiều hơn? Tớ ý nói là giữa đất đai và con người thì cái nào nhiều hơn? Tôn giả A Nan bạch Phật, theo con hiểu ý nghĩa lời dạy của Đức Thế Tôn thì khu vực chúng sinh nhiều hơn khu vực đất đai. Đức Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Này A Nan, như thầy vừa nói, chúng sinh thì nhiều, còn đất đai kể cả nước lửa vân vân thì ít hơn. Này A Nan, chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới, có loài có thể biết được, có loài không thể biết được, có loài có thể thấy được, thấy nghe được, có loài không thể thấy nghe được. Tất cả chúng sinh nhiều như thế. Giả sử trong một sát na đều được làm người đàn ông, rồi một sát na tiếp theo tất cả đều chứng quả Bích Chi Phật. Lại nữa, này A Nan, tất cả đất đai trong vô lượng vô số thế giới, đất đai ấy rộng lớn vô biên, không thể biết được ngần mé. Đem số đất đai rộng lớn này nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ li ti. Giả sử những hạt nhỏ bụi nhỏ ấy đều được làm người đàn ông, rồi trong một sát na tất cả đều chứng quả Bích Chi Phật. Lại nữa, này A Nan, trong vô lượng vô số thế giới có bao nhiêu núi Tu Di, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tuyết, núi Hương, núi Đen, vân vân. Cho đến trong 3000 đại thiên thế giới có bao nhiêu cây cỏ rừng rậm đều đem nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ li ti, cùng với các loài có thể biết được, loài không thể biết được, loài có thể thấy nghe được, loài không thể thấy nghe được, tất cả đều được làm người đàn ông, rồi trong một sát na tất cả đều chứng quả Bích Chi Phật. Tại là Phật nói những cái chúng sanh thì nhiều hơn đất. Thí dụ như đất này có một khu vực này thôi, nhưng mà chúng sanh mà vô ngồi trong khu đất này rất là nhiều. Cho nên người thì lúc nào cũng nhiều hơn đất. Các vị này mà đem, mà Đức Phật nói ví dụ như tất cả các vị này mà đều trở thành Phật Bích Chi hết. Bích Chi Phật tức là các vị mà do tự mình giác ngộ mà thành Phật đó. Lại nữa, này A Nan, giả sử tất cả các vị Bích Chi Phật kia trụ thế từ quá khứ cho đến vị lai, thọ mạng lâu dài không thể đếm biết được, và trong vô lượng các người đàn ông trên kia chỉ có duy nhất một người không chứng quả Bích Chi Phật mà trở thành một vị đại trưởng giả. Ông trưởng giả này cũng sống từ quá khứ đến vị lai, thọ mạng lâu dài không thể đếm biết được, và trong suốt kiếp lâu dài ấy ông cúng dường cho vô lượng Đức Phật Bích Chi kia, nào các thức ăn uống y phục, nào giường ghế thuốc thang, tất cả những thứ cần thiết cho đời sống. Sau khi một vị Phật Bích Chi nhập Niết Bàn, ông xây tháp bảy báo, dùng các loại phướng lộng quý báo để trang hoàng, đem các loại hương hoa âm thanh kỹ nhạc trân quý nhất để cúng dường một cách cung kính tôn trọng. Này A Nan, ý thầy thế nào? Ông đại trưởng giả kia cúng dường như vậy có được phước báo nhiều chăng? Ở đây là Đức Phật nói cái số lượng người. Rồi các vị này, ví dụ mà, ví dụ bây giờ tất cả số lượng người mà nó nhiều như cát bụi, mà các người đã bây giờ thành Phật Bích Chi hết,
Nhưng mà có một người trong số lượng này không chứng quả, mà ông này ông lại được, ông trở thành một vị giàu có. Rồi ông đem, ông cúng dường cho tất cả vị Phật mà nhiều đến đâu ông cũng cúng hết. Ông cúng gì nào là thuốc thang vân vân á. Rồi ông cúng như vậy, rồi khi mà các vị này có mất đi thì ông xây tháp ông cúng dường. Đức Phật nói rằng nếu mà có một ông trưởng giả, ông sống được bằng tuổi với các vị Phật như vậy, rồi ông cúng dường nhiều như vậy, thì phước có được nhiều chăng? Thì tôn giả A Nan bạch Phật: theo ý con hiểu nghĩa lời dạy của Đức Thế Tôn, nếu cung kính tôn trọng cúng dường một vị Phật Bích Chi sẽ được phước đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Huống chi trong suốt đời sống lâu dài, cung kính tôn trọng cúng dường vô lượng Đức Phật Bích Chi như thế. Đức Ngài A Nan nói dạ, theo ý con hiểu là Đức Phật nói là có một ông trưởng giả mỏng cúng nhiều vô lượng như vậy thì suốt đời mà lâu dài cung kính tôn trọng như vậy. Bây giờ Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan: hôm nay Như Lai nói sự thật này cho thầy biết. Các vị Bích Chi Phật kia có đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, xứng đáng thọ nhận mọi thứ cúng dường của ông đại trưởng giả. Bây giờ có một Đức Phật Như Lai ứng cúng chánh biến tri ra đời, không thọ nhận các thức ăn uống, y phục, giường ghế, thuốc thang của ông trưởng giả, cũng không nói pháp. Nhưng ông trưởng giả chỉ cần được trông thấy Đức Phật này thị hiện ra đời với oai nghi bình thường thôi, thì phước đức mà ông có được sẽ nhiều gấp trăm ngàn ức na do tha lần so với phước đức đã cúng dường vô lượng Đức Phật Bích Chi kia. Đức Phật nói nếu mà có một vị nào mà thành Phật, Bích Chi Phật là một vị Phật thấp hơn một vị đại toàn giác, và đồng thời Bích Chi Phật là một người tự giác. Mà Đức Phật nói nếu mà mình cúng dường cho một Bích Chi Phật như vậy, công đức rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà cúng dường cho một Đức Phật toàn giác, dù Đức Phật này không có nói pháp, không có nói pháp, nhưng mà chỉ cần ông này được trông thấy cái oai nghi bình thường thôi, thì phước đức mà ông có được sẽ gấp trăm ngàn ức na do tha cúng dường các Bích Chi Phật. Dễ thở không? Như vậy thì ở đây Phật muốn nói gì? Có đầy đủ cái oai nghi. Này A Nan, nếu cúng dường Phật Bích Chi thì được phước đức vô lượng vô số. Nếu cúng dường Phật Thế Tôn thì được phước đức cũng vô lượng vô số. Nhưng hai sự việc đó khác biệt, nhưng hai sự việc đó có gì khác biệt nhau? Một bên cúng cho một Bích Chi Phật, một bên là cúng cho Đức Phật toàn giác, thì hai sự việc này có khác gì không? Này A Nan, hai sự cúng dường này không phải là không có khác biệt. Tức là có những cái sự khác biệt. Này A Nan, ví như có người đi sang xứ khác để mưu cầu lợi lộc, khi lợi lộc đã có được thỏa mãn rồi thì liền trở về nhà. Này A Nan, phước đức cúng dường Đức Phật Bích Chi cũng giống như vậy. Này A Nan, còn nếu có người cúng dường chư Phật thì phước đức đó không thể lấy gì để ví dụ. Vì sao vậy? Này A Nan, phước đức của người cúng dường Phật nhiều vô lượng vô số, không có ngần mé, không có gì sánh bằng, không có thể nghĩ bàn. Này A Nan, phước đức của người cúng dường chư Phật như thế nào? Như Lai sẽ nói thí dụ. Trong này nói có dụ bây giờ có một người đó họ đi buôn, họ có rất nhiều tiền của, nhưng mà tới đó thôi cái họ không tiếp tục, họ quay về. Thì ý nó là có chừng mực á, thì phước đức của một người mình cúng dường ở đây cho một vị Bích Chi Phật nó cũng cỡ đó thôi, nhưng mà cúng dường cho một Đức Phật toàn giác thì không thể nghĩ bàn. Thưa đại chúng, ở đây không phải là cái sự so sánh, nhưng mà ở đây là một cái ví dụ mà Đức Phật muốn nói. Một chút xíu nữa mình sẽ thấy được cái thí dụ của Ngài muốn nói. Dĩ nhiên á, ở trên cái mặt phước đức mà hữu lậu á, có chứ. Còn cái chuyện mà cái hữu lậu là gì? Hữu lậu tức là nó có chừng mực. Phước thí dụ bây giờ mình cho người ta cơm ăn, áo mặc thì mình có phước. Cái chuyện đó dù không muốn nói, nhưng mà mình gieo nhân sao thì cái quả đó là vậy.
Ví như có người họa sĩ, tuy vẽ bức tranh rất đẹp nhưng vẫn có vài chỗ còn vụng về. Lại có người họa sĩ khác vẽ bức tranh thật hoàn mỹ hơn hẳn người kia. Như thế đó, này A Nan, phước đức của người cúng dường Phật Bích Chi có được so sánh với phước đức của người cúng dường Phật cũng giống như vậy. Tại sao? Tại Bích Chi Phật là những Phật độc giác, chứ chưa phải là toàn giác. Mặc dù người ta có giác ngộ, nhưng mà cái giác ngộ này vẫn chưa trọn vẹn như một Đức Phật. Vì sao thế? Này A Nan, Đức Phật Bích Chi do có trí tuệ mà vị ấy được gọi là Phật Bích Chi, mà trí tuệ ấy lại được phát sinh từ trí tuệ của Phật. Trí nhất thiết chủng của chư Phật thù thắng hơn trí tuệ của Phật Bích Chi rất nhiều. Một Đức Phật á, là có cái giác ngộ, có cái hiểu biết trọn vẹn. Còn một vị Bích Chi Phật thì có giác ngộ nhưng chưa trọn. Có giác ngộ nhưng mà chưa trọn. Cũng giống như mình nói á, một học sinh học đại học có hiểu biết không? Có trí tuệ không? Có. Khá hơn là những người bình thường rồi, khá hơn trung học rồi. Nhưng mà so với một giáo sư mà dạy trường đại học thì trí tuệ của giáo sư hơn cái người học sinh đó. Cả hai đều có trí hết, nhưng mà một cái hiểu biết của học sinh, mặc dù họ lên tới đại học, và một hiểu biết của một giáo sư dạy đại học. Đây Đức Phật ví dụ vậy. Cho nên cái trí tuệ của người Bích Chi Phật á, vẫn phải nương vào trí tuệ của một Đức Phật. Mà một người Đức Phật toàn giác như vậy đó, chúng ta gọi là gì? Nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là gì? Là trí biết tất cả, không có cái gì mà không biết. Biết nhân duyên, biết nhân quả, nhìn tất cả sự việc, nghe tất cả sự việc, đều thấy nó có cái nhân, cái duyên, cái nhân, cái quả của nó hết, chứ không có sai lệch. Cái đó gọi là nhất thiết chủng trí, mà tiếng Phạn gọi là trí tác bà nhã. Vì vậy cho nên, này A Nan, nếu trọn đời đem y phục, các thức ăn uống, giường ghế, thuốc thang, chí thành cung kính tôn trọng cúng dường chư Phật thì phước có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu trọn đời chí thành cúng dường chư Phật như thế thì phước đức nhiều vô lượng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người chỉ phát sinh một niệm kính tính đối với chư Phật, phước đức của người ấy còn nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn, huống chi trọn đời chí thành cung kính tôn trọng cúng dường chư Phật. Một người mà chỉ khởi cái niềm tin thôi cũng có phước, chứ đừng nói là vừa có niềm tin mà vừa có cúng dường. Ví dụ vậy nè, mình thấy ai người ta làm một cái việc thiện, mình chỉ cần tin vào cái việc thiện của người ta làm thôi là cũng đã có một chút tùy hỷ công đức rồi. Huống chi mình tin mà mình còn hùng phước với người ta nữa. Phước đức nó phải hơn chứ, vừa có niềm tin mà vừa hùng cái phước đó. Đây là ví dụ vậy đó. Thì cái người mà có niềm tin với Đức Phật đã có phước rồi. Tại sao? Tại vì mình có niềm tin với Phật là mình không khởi cái tâm phỉ báng. Mình không có khởi cái tâm phỉ báng, mà chỉ cần nhiêu đó thôi là mình cũng đã đủ cái phước lành. Huống chi là mình còn cung kính, cúng dường, lễ bái. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, giả sử trọn đời đem mọi thứ phẩm vật chí thành cung kính tôn trọng cúng dường một Đức Phật, giả sử cúng dường 2, 3, 4, 5 cho đến 10 Đức Phật, hoặc 20, 30 cho đến 100 Đức Phật, 1.000, 100.000, 100.000 ức Đức Phật, cho đến chư Phật nhiều như số tre, trúc, lau sậy trong rừng đầy ắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Chư Phật nhiều như thế đều trụ thế lâu dài đến hàng xa kiếp. Bây giờ có ông đại trưởng giả cũng sống lâu đến hàng xa kiếp như các Đức Phật kia, trọn đời đem các phẩm vật như y phục, các thức ăn uống, giường ghế, thuốc thang, chí thành cung kính tôn trọng cúng dường các Đức Phật kia. Sau khi các Đức Phật diệt độ thì xây tháp bảy báo, trang hoàng bằng các loại phướng lộng quý báo, dùng các loại hương thơm, hương sen đủ màu,
hoa sen đủ màu, các thứ âm nhạc, chí thành, cung kính, tôn trọng, cúng dường. Này A Nan, ý thầy thế nào? Phước đức của ông đại trưởng giả kia có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Dạ thưa, rất nhiều, bạch Đức Thế Tôn. Ông trưởng giả kia đem thức ăn uống trân quý cúng dường lên một đức Phật, phước đức còn được nhiều vô lượng, không thể đếm số. Huống gì là dùng các phẩm vật cúng dường lên chư Phật trụ thế lâu dài đến hằng sa kiếp. Rồi sau khi một đức Phật diệt độ lại xây tháp bảy báo mọi thứ phẩm vật trân quý để cúng dường thì phước đức có được, không thể lấy gì để ví dụ. Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan: Bây giờ Như Lai nói cho thầy nghe sự thật này. Nếu ông đại trưởng giả kia chí thành cung kính tôn trọng cúng dường các đức Phật kia trong suốt thời gian trụ thế, sau khi chư Phật diệt độ lại xây tháp bảy báo, dùng mọi thứ phẩm vật thắng diệu để cúng dường, ông trưởng giả sẽ có được phước đức rất nhiều. Này A Nan, nếu có người thiện nam hoặc tín nữ được nghe chư Phật diễn nói đạo Bồ Đề, hiểu rõ và có đầy đủ lòng tin sâu xa rằng giáo pháp thật là khéo nói, tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành, tin hiểu tất cả các hành là vô thường, tất cả thế gian là khổ, tất cả các pháp là không, là vô ngã, niết bàn là tịch diệt an vui. Này A Nan, người tin hiểu như thế, phước đức có được còn nhiều hơn phước đức cúng dường của ông trưởng giả vừa nói trên. Bây giờ cái đoạn này mới là cái chính yếu muốn nói đó. Nãy giờ đem ví dụ phước đức này, phước đức kia, mình nghe mình muốn bấn loạn. Mình nghe mình ngơ ngác, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà cái cuối cùng, cái chỗ muốn nói là cái chỗ này nè. Phải không? Nếu có người thiện tính được nghe chư Phật diễn nói đạo Bồ Đề, hiểu rõ và có đầy đủ lòng tin sâu xa rằng, tin gì? Giáo pháp thật là khéo nói. Giáo pháp là đã hay rồi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khéo nói. Còn mình, cái giáo pháp nó hay mà mình không có khéo nói thì người ta không có nhận được mình muốn nói cái gì. Cho nên giáo pháp phải khéo nói. Rồi đó là nói về giáo pháp ha. Tăng là người phát tâm tu tập hạnh lành. Đó, ví dụ quý vị đến đây nè, đó, một đoàn thể mình cũng là tăng nè. Có phải là mình đến đây mình phát tâm tu tập hạnh lành không? Nội cái ăn, ăn chay. Thí dụ vậy đó. Rồi mình thấy cái gì, cái nhà dơ mình phụ, thấy cái người kia đến đây có chuyện buồn mình an ủi, đều là những người tu tập hạnh lành. Rồi mình đã tăng là những người phát tâm tu tập hạnh lành, tin hiểu tất cả. Bây giờ mình phải tin nha, phải tin và phải hiểu. Hiểu cái gì? Tất cả các hành là vô thường. Các hành là gì? Là những diễn biến trong cuộc sống nè. Trời ơi, nãy thấy khóc quá trời mà say qua nó cười hỉ hạ, vô thường. Bữa nay nó cười, nãy nó cười quá trời mà sao say qua đây nó khóc rồi, vô thường. Trời ơi, không, tuần rồi hả, thấy thân lắm nghe, ngồi chung tô mì luôn á, mà sao bữa nay người ngồi góc rồi. Các hành nó vô thường, thấy không? Tức cái hành này hiện tượng bên ngoài, ngay cả cái tâm của mình cũng là một dạng tâm hành. Nó thương, nó ghét, nó vui, nó buồn, nó giận, nó tức. Giận cái nó biểu lộ ra giận, ghét nó biểu lộ ra ghét, thương nó biểu lộ ra thương. Tới hồi thương á, thấy người kia đâu là biết người kia quấn quýt đâu đó, đó. À, mà khi mà nó hết thương rồi á, thấy người đó đây là biết người kia không có mặt ở đây đâu, tại vì bữa nay tôi biết cái tình trạng này rồi. Đó. Cho nên con Loan, con Phượng cũng vậy đó, thấy Loan đâu biết Phượng gần gần đó đó. Đó. Cho nên là mỗi lần mà, tại vì hai cái con đó nó phải đi chung với nhau, con đực con cái mà. Cho nên là đám cưới người ta hay kêu là Loan Phụng Hòa Minh. À, rồi thì mình hãy, tại vì cái cặp hai cái con đó nó đi đâu nó cũng đi chung với nhau, hãy thấy con Loan đó là biết con Phượng gần đâu đây nè, còn thấy con Phượng nó đâu, nó ở đâu đó biết con Loan ở đâu đây nè, nó không có rời nhau được, tại thương nhau lắm. Vì vậy mà đám cưới người ta đã, vợ chồng người ta hay lấy con Loan con Phượng ra người ta ví dụ.
Nhưng mà ngược lại bữa nào mình biết là hai người nãy giờ họ nghịch rồi đó, để mình bước vô đây mình thấy có bà A đây, mình biết bà B không có mặt đâu. Nhưng mà tháng trước là khác rồi nha, tháng trước là bà A đâu bà B đó đó. Các hành là vô thường. Một, cái đó là một pháp ấn đó. Cái đó là một pháp ấn đó. Pháp ấn là gì? Nó như in, nó như in, không có thể sai đổi được. Pháp ấn thứ nhất là các hành vô thường. Pháp ấn thứ hai nè, tất cả thế gian là khổ. Chữ khổ là gì? Nó luôn luôn nó thay đổi. Mình không có cái gì mà nó được sự đồng ý hoàn toàn đâu. Thí dụ như là mình làm này ra, mình thấy là tuyệt vời rồi phải không? Nhưng mà người khác tới, cái gì đâu dữ vậy? Dở ẹt. Thí dụ nè ha, mình ăn chao đi. Mình ăn mình thấy ngon không? Mà cái người không ăn được, ăn cái gì mà hôi rình, nó hôi rình là tao nói lịch sự đó nha. Bữa nào mà lỡ miệng cái nữa, ăn về thú quắc. Đó, sầu riêng cũng vậy, chao cũng vậy, mắm nấm nem mắm tôm gì cũng vậy. Chữ khổ là nó không bao giờ nó được sự chấp nhận của tất cả. Và hãy sao, người nào thích thì là vui, mà không thích là khổ. Cái gì nó nghịch ý mình là khổ thôi à. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây, mình thích thì không có khổ. Còn người nào bắt buộc phải ngồi đây, khổ. Tôi nể lắm tôi mới ngồi đây. Không thôi nãy giờ tôi đi khò, tôi đi ngủ. Thí dụ vậy. Dấu ấn thứ hai là tất cả thế gian là khổ. Đó là pháp ấn thứ hai. Pháp ấn thứ ba nè, chẳng những nó là khổ mà nó là vô ngã. Vô ngã là gì? Nó không có cái thật, cái thật ngã của nó. Thí dụ mình gọi cây này là cây gì? Mà nó có bồ đề cái gì đâu. Bồ ở đâu mà đề ở đâu? Tại vì nó được Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới gốc cây này chứng quả bồ đề giác ngộ, rồi từ đó nó mới được gọi là cây bồ đề. Pháp Hòa hay nói cái chuyện này hoài đó. Ví dụ ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta mà ngồi dưới cây chuối mà thành bồ đề đó, thành đạo đó, thì bây giờ mình sẽ gọi cây chuối là cây bồ đề, và tất cả chùa nào cũng trồng cây chuối ở trước cửa chùa, hỏi trồng gì đây, cây bồ đề. Phải không? Cho nên bồ đề vốn không cây. Bồ đề vốn không cây. Rồi bây giờ quý vị thấy cái cây chuối không? Mình kêu cây chuối phải không? Bây giờ mình lấy cái cây chuối đó, mình tách từng bẹ chuối ra. Tách từng bẹ chuối ra và không có cái gì ở trong đó là lỗi chuối, cây chuối gì hết đó. Chẳng qua là từng cái bẹ chuối nó làm sao? Nó ráp vô để gọi là cây chuối thôi. Chứ còn cây chuối nó không có gì. Nó do từng bẹ nó lắp vô thôi. Cho nên á, cái câu chuyện mà thầy trò ngài Đường Tăng á, đi đến quả Diệm Sơn, rồi cái quả Diệm Sơn, cái ngọn lửa đó nó cản trở đường đi, không đi được. Cuối cùng á, phải đi mượn cái cây quạt bằng chuối, cây quạt bằng lá chuối á, gọi là quạt ba tiêu, quạt cái ngọn núi đó thì lửa nó mới tắt. Cái ngọn lửa đó là tượng trưng cho gì? Là cái sân hận, cái bản ngã. Tại sao mình sân? Tại vì mình có bản ngã. Mình có cái ngã, mình sân giận lên, không làm đúng ý mình là mình nổi cơn mình lên nè. Còn mình làm đúng ý mình là mình vui thôi. Cho nên bây giờ á, muốn quạt cái ngọn lửa sân đó hết không? Phải có cây quạt của vô ngã. Cho nên mượn cây quạt bằng cây chuối. Cây chuối là một cái hình thức không có ngã đó. Một cái ví dụ, một cái hình ảnh không có ngã đó. Ngã là cái bản chất của nó không có gì đó. Chẳng qua là từng bè chuối nó ráp vô thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị đến, quý vị gọi Pháp Hòa là thầy trụ trì. Nhưng mà có cái
có gì kêu trụ trì đâu. Chẳng qua là giờ em ở chùa nè, em lớn hơn nè, rồi giờ quý vị vô, quý vị đồng ý làm Phật tử, làm đệ tử, gọi trụ trì. Chứ bây giờ thực chất trụ trì không có cái gì hết trơn á. Mà nếu mà mình dính vào cái chữ trụ trì của mình, ai mà làm gì trời, cái có biết tôi là trụ trì không? Mình dành cái, có nhiều người người ta, ta hay hơn, ta nói dạ tôi đâu có tới dành với thầy đâu. Cái lúc đó mình quê. Cho nên tại vì mình có cái ngã mình là trụ trì, cho nên làm trật ý mình là mình tháo quát lên. Cho mình có cái tướng, mình có danh, cái chữ gì nó dính vô là mình sẽ khổ với cái đó. Có phải không? Thế gian là khổ đúng không? Hồi chiều Pháp Hòa cũng có giúp giải quyết một gia đình, cũng vì cái ngã mà gia đình đổ vỡ mà đi đến cái chuyện gọi là ký giấy ly dị thôi. Pháp Hòa nói về suy nghĩ kỹ lại đi, nếu vì một cái việc nhỏ này mà vợ chồng mà ly dị thì nó uổng vô cùng. Ngồi lại đi, bây giờ chịu lỗ đi, xin lỗi đi, ngồi lại nói đi. Một bây giờ hai bên mà căng dây hết thì một bên là đứt sợi dây khỏi xài. Bây giờ kia bên kia muốn giật dây phải không? Thả đi cho người ta giật. Nhưng mà người ta nắm được sợi dây trong tay rồi thì cuối cùng sợi dây nó cũng ở trong nhà mình chứ đâu. Mặc dù mình không còn nắm sợi dây trong tay, nhưng mà ít nhất mình vẫn biết sợi dây này nó ở nhà mình. Còn mà đứt rồi thì khỏi xài. Không, mà giật về mình rồi thì người kia người ta chịu không được, người ta bỏ đi. Cuộc sống phải có cái hy sinh. Tình yêu, tình thương nó phải có hy sinh. Mà khi có hy sinh là gì? Mình không lạ gì hết. Thậm chí nhiều khi mẹ cũng phải hạ mình với con. Không phải là mình sợ nó, nhưng mình sợ gì? Sợ nó hư. Sợ nó hư là tội đời nó, còn mình thì ổn rồi. Cho nên á, các mình phải tin là các hành là vô thường, thế gian là khổ, là vô ngã. Đó, bây giờ mình gọi cái này là cái chùa nè. Đó, đi tìm cái thật ngã của cái chùa không có. Chẳng qua là mình đem cửa sổ, mọi thứ mình ráp vô, có chuông, có mỏ, có Phật, có thầy chùa, trong kia kêu cái chùa. Giống như là mình gọi là cái nhà thờ vậy, có tại có tượng Chúa, rồi có này kia. Một ngày nọ nhà thờ nhỏ quá, người ta dọn qua nhà thờ lớn hơn, người ta bán này lại cho mình, cái biến thành cái chùa. Không có cái ngã, các hành. Thế không có cái chữ ngã đây là gì? Không có cái gì, bản chất thật gì của nó, chẳng qua là nhiều cái yếu tố nó hợp lại. Rồi, pháp ấn thứ tư, Niết Bàn là tịch diệt an vui. Niết Bàn là gì? Khi mình hiểu vô thường, khổ, vô ngã, tâm mình có tịnh lạc Niết Bàn. Vậy không phải cái khi mình hiểu ra các pháp nó là như vậy thì nó không còn làm gì mình khổ nữa hết. Có phải nó là Niết Bàn không? Nó là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn đừng có đợi chết mới tới đó. Niết Bàn không có nơi chốn đợi mình chết mới tới đó. Rồi mấy chục năm mình ở đây mình khổ đau để làm gì? Đợi chết mới qua bên kia ở. Niết Bàn là khi tâm mình bừng sáng, hiểu rõ các pháp nó như vậy đó. Cho nên hồi đầu tôi không hiểu, tôi thấy khổ nè, tôi dính vào cái ngã nè, thế này thế kia. Nhưng mà khi tôi hiểu được ba cái điều chân thật của cuộc đời này, đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì tâm tôi tĩnh lặng vô cùng. Như là ngài thiền sư Mãn Giác ngài nói vậy đó. Xuân đến, xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Trước mắt việc đi mãi, mọi trước mắt tôi mọi việc nó đi qua vậy nè. Trên đầu già đến rồi. Có phải không? Quý vị đến chùa đây mấy chục năm rồi, quý vị có đã từng chứng kiến bao nhiêu sự việc đi qua chưa? Có người tới tu, có người đi, có người hạnh phúc, có người khổ đau, có người từng vô đây đám cưới, nhưng mà cũng có người đám cưới xong rồi thời gian sau thì chia tay. Có người sống rất khỏe nhưng đùng cái chết. Có người bệnh rề rề, có người tóc rất trẻ, có người thì bây giờ tóc bạc,
có người hồi 2011, trời ơi, ai cũng very young. Mới bữa hôm soạn mấy chú dọn nhà dọn cửa lụm được cuốn album khóa tu mùa xuân 2011. Trời ơi, lúc đó nhìn người nào cũng sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ gánh. Bây giờ là thật sự là nghiêng thùng đổ nước luôn, tại già đi hết nổi, bưng diễm độ. Đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Nhưng mà đừng bảo hoa tàn, xuân tàn thì hoa rụng hết. Đừng có nói là xuân hết thì hoa rụng. Cuộc đời nó luân hồi mà. Đêm qua sân trước một cành mai. Đó, Ngài mãn giác, Ngài thấm thấu được cái chỗ đó. Cho nên cái bài kệ đó là cái bài kệ của cái người có niết bàn, không có khổ đau gì hết, biết sự việc như vậy đó. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Cái bài đó gọi là cáo tật thị chúng, báo bệnh để mà khai mở cho đại chúng biết. Trước khi ngày tịch đó, đó là bài thơ của một vị thiền sư người Việt Nam, Mãn Giác thiền sư thời nhà Lý. Còn Ngài Văn Hạnh mà giúp cho vua Lý Thái Tổ, Lý Ông Quẩn lên ngôi, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Sự thịnh suy của cuộc đời này nó giống như một hạt sương trên đầu cành cây thôi. Cũng giống như Pháp Hòa nhớ ở đó, nó có cái bài thơ gì nè, gì mà con phượng hoàng đậu chốn cành cây gì, lỡ chân thất thế phải xa con phượng hoàng, mà nó lỡ chân nó rớt xuống nó phải hóa ra phượng hoàng. Nó là nó con phượng hoàng, nhưng mà nó rớt trong cái đám gà đó thì người ta lại kêu nó là đám gà, nhưng mà thật sự nó là con phượng hoàng. Chờ khi mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh lại ra phượng hoàng. Phượng hoàng đậu ở cây đa, lỡ chân rớt xuống hóa ra là đàn gà. Con phượng hoàng nó đậu ở trên cây, nhưng mà lỡ đậu rật chân rớt xuống cái đàn gà dưới. Cho nên người ta vô, người ta đâu có biết, ta nhìn đám vậy thì cứ đàn gà. Con phượng hoàng nó cũng phải chấp nhận thôi. Đợi khi nào nó đủ sức nó bay lên lại. Chờ khi mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh lại ra phượng hoàng. Chư hành các pháp này là vô thường, vô ngã, khổ. Và cái pháp ấn thứ tư là niết bàn, là tịch tịnh. Cho nên các vị mà người ta mất đi rồi đó, mất đi rồi đó, mình có thể thay vô một câu, thay vì mình để là vô cùng thương tiếc, thì mình để vô một câu tịch diệt vi lạc, sự vắng lặng là niềm vui. Niềm vui chân thật của một con người là khi tâm không còn xáo động nữa. Tâm mình còn xáo động bởi vui buồn, thương ghét, được mất, thắng thua. Thí dụ bây giờ mình thấy á, người ta có nhiều đồ, mình không có gì hết, nhưng nhìn lại mình cũng đâu thiếu gì đâu, không ganh, không gì hết, mình có tịch lạc. Có nhiều khi mình có một cái tật là mình đã đóng vậy đó, mà thấy ai có mình cũng phải có. Tại vì sao? Tại vì mình chưa có bằng lòng với những gì mình có. Mặc dù mình lấy xong rồi mình không xài. Thí dụ giờ thầy cũng phát ngừng sau chuỗi đi, mình cả rổ chuỗi đó, cả nhà chuỗi đó,
mà thấy ổng phát mình cũng tới cho con sao. Rồi về cũng dụng gốc cho cái có đeo đâu, nhưng mà phải có con sao mới được. Thí dụ vậy đó. Còn giờ thôi không cần nữa, tôi có vậy. Trời ơi, bữa nay thầy phát chuỗi trầm. Chuỗi trầm mà ổng niệm Phật thì cũng trầm, mà trầm luôn. Mà nếu mà có chuỗi trầm mà mất một cái rồi khổ đau còn nhiều hơn chuỗi thường nữa. Thôi kệ lần chuỗi thường đi, lỡ ai chôm không có tiếc. Còn mình đeo chuỗi mắc tiền quá, lỡ mất khổ. Bình thường. Đó là bốn pháp ấn nha. Quý vị đọc trong kinh Tam Pháp Ấn. Rồi bây giờ mình thấy tất cả các pháp trên thế gian này, pháp nào nó cũng nằm trong phạm vi pháp ấn này hết. Cho nên giáo pháp của Đức Phật á, nói cao, nói thấp, nói gì nói nó cũng không ngoài tứ diệu đế. Mình phải tin hiểu tất cả các hành là vô thường, các tất cả thế gian là khổ, tất cả các pháp là không, là vô ngã, niết bàn là tịch diệt an vui. Tịch diệt an vui là cái tâm mình nó vắng lặng trước mọi biến chuyển của cuộc đời. Mình mà thắng người ta là cái người thua phải tức. Cho nên mình biết là khi mà mình hơn được người ta, chưa chắc mình đã yên. Rồi giờ như mình ganh tị với người ta, mình cũng đâu được cái gì. Thí dụ vậy. Chỉ khi nào mình ở được cái trạng thái bình an với tất cả mọi cái biến tướng đó. Này A Nan, người tin hiểu như thế, phước đức đó, phước đức có được còn nhiều hơn phước đức cúng dường của ông trưởng giả vừa nói trên. Đó, cái chỗ này là chỗ Đức Phật muốn kết luận đó. Nãy giờ nói ông trưởng giả sống bằng tuổi với các Đức Phật rồi cúng dường này kia phước đức. Mà Đức Phật muốn nói rằng cái phước mà của cái người hiểu, tại sao nó là nhiều hơn biết không? Cho dù mình cúng cỡ nào mà phước cỡ nào đi nữa thì thủy chung phước này nó cũng gì? Nó cũng là vô thường. Phải không? Nó cũng là vô thường. Tại vì cái phước nào đi nữa cũng là phước hữu lậu. Ví dụ bây giờ nói trời ơi, người ta cho mình 1 tỷ. 1 tỷ cũng có limit của 1 tỷ. Mà 1 tỷ đó là có thể là mình y vào 1 tỷ đó, cái mình lo mình không đi làm, mình cứ phung phí 1 tỷ đó. Con hài 1 tỷ đó nó mất, mà khi nó không còn nó khổ hơn nữa. Cho nên á, Đức Phật mới nói á, người tin hiểu như thế, phước đức còn nhiều hơn phước đức cúng dường của ông trưởng giả vừa nói trên. Như vậy không có nghĩa là mình nói ông trưởng giả không có phước, có phước. Nhưng mà ở đây muốn nói cái phước mà trường cửu đó là cái phước của cái tâm mình khi mình nhận biết tất cả. Cho nên á, mình có cái phước gì đi nữa mà mình không biết sử dụng nó, mà không biết nó, bản chất nó là gì á, khổ lắm. Thí dụ bây giờ mình có được một cái thân thể khỏe mạnh thì phải biết bản chất của một thân thể khỏe mạnh á, trước sau gì nó cũng phải tới cái ngày nó già suy. Mình rất là đẹp, nhưng mình biết bản chất của cái đẹp này nó cũng không lâu dài. Mình rất là tài giỏi, nhưng biết cái tài giỏi mình nó cũng chừng mực thôi, nó không có bao giờ mà nó nhiều hơn đâu. Nó cỡ nó nhiều, nó mình nói là biết rất là nhiều, nhưng mà cái nhiều đó cỡ nào? Đấy không? Thành thử ra những cái gì mình nói mình biết đó phải có ý thức. Cho nên người ta hay ví dụ á, mình người ta khiêm cung, người ta nói ôi tôi là con ếch ngồi đáy giếng, bầu trời thì rất là mênh mông lắm, nhưng mà con ếch nó ngồi dưới cái đáy giếng đó, nó nhìn lên thì thấy trời bao nhiêu? Trời con vòm bằng cái miệng giếng thôi, mà nó nói trời giống như là mênh mông vũ trụ lắm vậy đó. Nhưng mà thật sự nói con khúc à. À đó, có nhiều khi mình lên mình nói vậy, nhưng mà mình phải biết rằng cái nói của mình, cái biết của mình nó chỉ là một vòm trời của cái con ếch nhìn lên thôi, chứ bầu trời mênh mông lắm.
cái hiểu biết của cuộc đời này nó nhiều lắm, nhưng mà mình thì không bao nhiêu hết. Khi mình hiểu như vậy đó, cho nên cái tâm mình đó, thí dụ bây giờ mình chắc chắn mình hiểu vậy mà có ngày mình hiểu khác hơn, tâm cũng đau khổ. Ồ thì ra giúp cho mình lại thêm một tư liệu nữa, một tài liệu nữa. Cho nên Đức Phật nói là cái phước mà của cái người mà tin hiểu như thế nhiều lắm. Hiểu chư hành thế gian là vô thường, các hành là vô thường, tất cả trên gì trên thế gian này nó đều là khổ, là vô ngã. Chỉ khi nào mình thấm thấu được thì tâm mình có tịnh lạc niết bàn. Cho nên chữ niết bàn nghĩa là cái sự vắng lặng yên lắng của cái tâm khi không còn dao động bởi thắng thua được mất. Ví dụ bây giờ người ta có phỉ báng Đức Phật thì mình biết rằng tại sao? Tại vì người ta không có hiểu được Đức Phật thôi. Người ta không có hiểu được cái lời dạy của Ngài thôi. Hoặc là người ta ở một cái khía cạnh nào đó người ta không chấp nhận, còn mình ở khía cạnh này mình chấp nhận. Rồi bây giờ mình binh vực cho Đức Phật, rồi mình đi gây lộn với người ta sao? Đúng. Thành thử ra cứ để cái tâm mình, các pháp nó là như vậy thì người ta, mỗi người sẽ nhận nó như vậy. Này A Nan, nếu có người chẳng những đã tin hiểu giáo pháp như thế mà còn vì người khác diễn nói thì phước đức của người này thật rộng lớn, vô lượng, vô số, vô hạn, không thể nghĩ bàn, không gì sánh bằng. Vì sao vậy? Này A Nan, kho tàng pháp bảo vô thượng ấy, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau đều là pháp lành. Tại sao nói đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau? Cái gì mà là chân lý á thì đầu nó cũng vậy, mà giữa nó cũng vậy, mà tương lai nó cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ ha, sự biến đổi vô thường, thời của Phật nó có vô thường không? Rồi hiện tại bây giờ có vô thường không? Tương lai có vô thường không? Đó. Rồi thời Đức Phật con người có khổ không? Hiện tại con người có khổ không? Tương lai con người có khổ không? Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau, tất cả nó đều là chân lý như vậy. Mình tưởng đâu á, hồi đó mình nghe, mình đọc học sử, mình nghe chiến tranh, mình chỉ thấy trong hình ảnh hoặc là mình xem phim tài liệu thôi. Đó, bây giờ mình sống ngay cái thời mà gọi là có chiến tranh và mình thấy rõ ràng. Bây giờ mình còn thấy rõ hơn nữa. Ngày xưa là mình ở nhà mình không biết gì hết, đợi người ta thâu những cái hình ảnh rồi mình chỉ coi lại. Còn bây giờ mình có thể thấy được trực tiếp những cái sự việc xảy ra trong chiến tranh. Thời trước có chiến tranh, hiện tại có chiến tranh. Mình tưởng đâu là chiến tranh hết rồi đó, thấy không? Mình tưởng là sau đệ nhị thế chiến là tất cả mọi sự yên rồi. Nhưng mà thật. Rồi có một cô mới hỏi Pháp Hòa, Pháp Hòa mới nói trong cuộc sống của mình, nếu mình ngồi kỹ mình thấy chiến tranh nó xảy ra hàng ngày chứ. Có không? Có. Mà mình không đồng ý nhau mình cũng có chiến tranh vậy. Rồi mình có pháo kích không? Dĩa chén rồi nó cũng bay rần rần đó. Đó. Có hết chứ. Thậm chí mình còn mình đàm phán không được rồi sao nữa? Còn mình cũng có những buổi đàm phán không xong gì chứ bộ, phải không? À, thậm chí đàm phán xong rồi nói sao? Bây giờ là không có chấp nhận người này người kia được. Cho nên chiến tranh trong lòng mình đó, nó còn rỉ rả. Nó đi đến những, tại vì trong lòng mà có chiến tranh nó sẽ đi đến hình ảnh của chiến tranh. Trong gia đình có chiến tranh, bản thân mình cũng có chiến tranh. Mình sống chung, một nhiều khi mình đi tìm những cái cuộc đời nó đau khổ quá, mình đi tìm tới những cái nơi yên ắng thanh tịnh như chùa chiền hay các nơi, vì vậy mà mình vẫn còn chiến tranh. Cho mình nhìn kỹ, mình quán chiếu sâu thì mình thấy rằng mình còn rất nhiều thứ. Và thậm chí bây giờ đôi khi mình còn phải, mình còn chấp nhận. Thí dụ bây giờ mình chấp nhận gì? Chấp nhận cho con nít này, có súng nè, gia đình có súng nè, phải không? Đó, rồi mình có, tức là có vũ khí đó. Mà khi mà con người mà có vũ khí trong tay mà giận tức mà không có
không có kèm hãm được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, thành thử ra nhiều lắm. Và quý vị thấy một cái người mà họ bệnh tâm thần, tại sao khi họ giận lên họ không có thấy gì hết mà họ lại biết giác dao họ rượt mình, họ đi kiếm dao họ giết người? Mình rõ ràng mình thấy cái tâm mà chưa lành ở trong mỗi chúng sanh đó, đến mức độ là tâm thần không bình thường, nhưng cái ác nó vẫn thể hiện qua cái hình ảnh đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa có giúp cho một người bệnh tâm thần mà trời, mỗi lần mà họ lên cơn mà là Pháp Hòa ngủ bên cạnh tủ dao không đó. Hoặc là tối gom dao đi cất, không dám để đó. Cho nên mình mới thấy tại sao một cái người mà họ bệnh, họ khi mà họ bệnh họ học, tức là nghĩa là tâm thần họ không bình thường, vậy mà tại sao không làm gì khác mà hãy cơn giận lên là đi kiếm dao họ giết người hoặc là đi rượt người ta? Cho nên đó là lý do tại sao cái giới thứ nhất Phật giáo khuyên dạy cái đạo đức căn bản của con người đầu tiên nhất là không giết người, không tổn hại con người, hay là thậm chí là không khuyến khích tán thành mọi sự giết chóc. Tại vì cái bản chất giết nó nằm sẵn ở trong mỗi chúng sanh. Mà nếu như mà cái đó mà mình không có tìm cách mình ngăn chặn, mình để cho nó phát triển tự do thì nguy hiểm. Cho nên mình thọ giới để làm chi? Để làm cho cái tâm xấu đó nó lắng xuống. Cái đó gọi là tu tâm. Còn con người có lòng thiện nhưng mà không có khai phát, không biết khai phát, không biết trưởng dưỡng, cho nên mình phải khai phát trưởng dưỡng cái tâm thiện con người lên, gọi là dưỡng tánh. Tánh anh tốt lắm, ráng dưỡng đừng để mất. Có nhiều khi mình tốt nhưng mà cuối cùng mình không được gì hết, bực quá không tốt nữa. Đúng. Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả không thèm yêu ai nữa. Mình cũng có lòng thương, mình thương người, nhưng mà thương người ta gạt gẫm mình nhiều quá, giờ không thương nữa. Nhưng mà cái tâm xấu thì luôn luôn nó phát khởi. Tại vì sao? Cái môi trường. Và bây giờ người ta chấp nhận cho bán thuốc, thuốc rất phiện phải không? Đầy vậy. Quý vị đi trên phố là quý vị sẽ thấy những tiệm mới mở đầy á. Hồi đó mà đâu biết cái chữ đó là cái gì. Đi với mấy chú nó, ủa sao thầy thấy giờ con đường này nó nhiều tiệm nó quá vậy con? Mấy chú mới nói cho Hòa biết là cái đó là bán vậy đó. Thậm chí mình đi ra những cái con đường mình thấy tuổi trẻ nó súng lại với nhau, nó hút một cách rất là công khai. Tại vì bây giờ nó legal rồi, nó hợp pháp rồi. Thậm chí bây giờ người ta còn khai thác, người ta đưa những cái đó vô trong cái gì? Kẹo. Quý vị coi mấy cái quảng cáo, bây giờ mấy cái kẹo nhai của con nít nó có cái đó luôn. Thôi mình dừng này, tuần sau mình học tiếp. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng